cao từ 8 thấp nha bà con. Cái cây nó sẽ mọc chi ra rồi nè, bà con nhìn thấy rõ không? Cái cây này nó sẽ mọc chi ra ha, là cái gốc nè. Cây đầu tiên Liên muốn chia sẻ cho quý bà con là cây vú sữa hoàng kim nha. Vú sữa hoàng kim thì chúng ta trồng trong vòng từ 15 đến 18 tháng là ra trái. Nói về cây vú sữa hoàng kim loại cây nhỏ nha bà con. Còn cái lô hôm nay thì Ly chuẩn bị soạn hàng để giao cho chủ đầu tư ở Long An. Thì chủ đầu tư này đầu tư là cái cây vú sữa hoàng kim cao từ 6 tấc ha bà con. Nè, một rang nè, hai rang, ba rang, bốn rang. Cái bên trung tâm cây giống soạn hàng giao cho anh là cái cây này cao từ 8 tấc nha bà con. Cái cây nó sẽ mọc chi ra rồi nè. Con nhìn thấy rõ không? Cái cây này nó sẽ mọc chi ra ha, là cái gốc nè. Cái gốc nó to bằng cái ngón út của Ly luôn á bà con. Tại vì cái cây này nó thể loại là cái cây to thì nó sẽ cái gốc nó sẽ to hơn. Cái size này là size từ 8 tấc, từ 6 tấc ăn lên ha bà con. Còn có những cái cây mà nó cao gần cả mét luôn á bà con. Đây ha, giống như những cái cây này nè thì nó rất là cao nè. Ly sẽ đo cho quý bà con chúng ta xem ha. Một rang nè, hai nè, ba nè, bốn nè, 5 gang là 1 mét rồi. Mà cái này nó còn thêm một gang nữa là chứng tỏ là cái cây này cao từ 1m1 tới 1m2 luôn ha. Cái cây như vậy thì chúng ta trồng trong vòng 1 năm là bạn này đã ra trái nha bà con. Trái vú sữa hoàng kim thì trái mọc trong thân, thể loại là nó không có cuống, nó sẽ mọc trong những cái thân như giống như vậy nè, nó sẽ mọc sát thân luôn ha bà con. 1 năm đầu tiên thì chúng ta tạo tàn á để nuôi rốc nè, rồi nuôi cho những cái nó sẽ quay tàn á bà con, nó sẽ nuôi những cái nhánh to hơn. Thì sau này cái trái của chúng ta mọc trên cây sẽ nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần nha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta mà trồng cái cây vú sữa hoàng kim mà chúng ta không tạo tàn, tạo tán cho cây á, thì sau này cái cây nó sẽ ít trái hơn. Tại vì nó không có nhánh hay bà con, thể loại vú sữa hoàng kim thì trái nó mọc trong thân. Tại vì nó không có cuốn, nó đu giống như trái sung vậy đó bà con. Hoàng kim thì trái cái vỏ màu vàng, ở trong ruột thì màu trắng bà con. Trái thì nó một hạt, có trái thì nó sẽ ba hạt nha bà con. Tùy theo trái chứ không phải trái nào cũng một hạt, trái nào cũng ba hạt ha. Trong ruột thì ăn rất là thơm nha, thơm cái mùi bơ đó bà con, thì cũng có người thì nó ăn thơm cái mùi xoài, tùy theo khẩu vị của mỗi người khác nhau nhưng mà con. Nhưng mà vú sữa hoàng kim thì là bạn này nó sẽ ngọt thanh, chứ nó sẽ không có ngọt gắt giống như vú sữa rò rèn ha bà con. Nếu như cô chú anh chị nào có lượng đường trong người hơi cao thì chúng ta có thể ăn được vú sữa này ha, ăn thì rất là ngon đó bà con. Đây nè, cái lô vú sữa này thì rất là nhiều ha. Hôm nay thì soạn hàng đi, chuẩn bị lên xe nè. Cái lô này thì cao từ 8 tấc ăn lên đó bà con, nói tiếng 6 tấc thôi chứ không có cây nào 6 tấc hết. Còn cái lô ở trong đây nè, trong đây nè ha bà con. Đây, cái lô này mới 6 tấc nè, 3 gang ha. Cái lô này 6 tấc này nha bà con. Vú sữa hoàng kim thì bên trung tâm cây giống thì có rất là nhiều loại kích cỡ, giống như cái cây nó cao từ 20cm đến 25cm, còn có cây cao từ 3 tấc tới 4 tấc, có cây cao từ 6 tấc, có cây thì nó cao gần cả mét ha, giống như cái lô trước mặt đây nè bà con. Giống như cái lô này nè thì nó cao cả mét ha. Thì số lượng thì bên trung tâm cây giống còn khoảng 1000 á, là cái loại cao này ha. Còn cái loại 5-6 tấc này thì còn cũng rất là nhiều. Là nói về cây vú sữa hoàng kim ha bà con. Vú sữa hoàng kim chúng ta đầu tư cây cao như vậy thì bạn này chỉ trong vòng 1 năm là bạn này đã ra trái nha bà con. Còn khi mà cái cây mà nó từ 6 tấc như vậy có từ 14 tháng đến 15 tháng á bà con, tùy theo cái kỹ thuật của chúng ta chăm sóc đó nha. Có rất là nhiều cái khu vườn mà bên trung tâm cây giống xuất hàng đi từ 10 tháng đến 12 tháng thôi. Chăm sóc tốt, kỹ thuật đúng của bên trung tâm cây giống chia sẻ là ra trái rất là sớm ha bà con.